Tức là chúng ta hôm nay trong phòng có 10 người thì nếu tính tỷ lệ chung thì có một người phình được bằng não cao đến mức độ như thế. Tức là nếu nói một con số về mặt cái tỷ lệ dịch tễ, tức là tỷ lệ mắc bệnh trong cộng đồng thì dị trạng phình não rất nhiều, tức là có tới 3-5%. Có những cái tài liệu viết tỷ lệ còn cao hơn 10, thậm chí có những tài liệu viết tới 15%. Tất cả. Nhưng mà cũng để nhờ ý cái câu hỏi này thì trả lời chị như vậy, tôi cũng phải nói luôn một chút cái này để cho bà con yên tâm. Phần lớn những cái dị trạng đó không gây tai biến gì và chúng ta chung sống với cái dị trạng đó suốt đời được, vì nó không vỡ và nó không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của người bệnh, của cái người mang tình mạch ấy cả. Thế cho nên là yên tâm, rất là nhiều người bị tình mạch nhưng mà cái tỷ lệ mà có thể nguy hiểm đến người bệnh, có thể biểu hiện bệnh, có thể ảnh hưởng đến cuộc sống là rất ít. Tỷ lệ đó người ta cho rằng là nó là 0,25%, tức là cả ngàn người mới có khoảng 2 người. Cả ngàn người bị tình mạch thì mới có khoảng có 2 người thì có thể có chuyện, có thể nữa.